Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, trong góc thiếu nhi lần trước, chúng ta đã làm quen với nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng Jean de La Fontaine. Hôm nay, cùng bạn đọc sách sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện khác phỏng theo truyện ngụ ngôn của La Fontaine, truyện kể về bồ câu và kiến. Hôm ấy bên dòng suối trong và mát, bồ câu đang uống nước thì thấy kiến rơi xuống đang trôi lập lờ. Chú ta đang cố gắng sức vùng vẫy hòng thoát khỏi dòng nước cuốn, nhưng vô ích, chú ta chẳng thể nào bơi vào bờ được. Bồ câu rủ lòng thương xót mới ngắt một cành cỏ ném xuống nước, thế là kiến ta thoát nạn. Một thời gian sau, khi bồ câu đang mải rỉa lông thì có một người thợ săn mang súng bất chợt nhìn thấy. Chú bồ câu quả là béo tốt. Người thợ săn nghĩ ngay đến món cháo chim mà bác ta thích. Bác tiến lại gần định bắn thì kiến nhìn thấy. Kiến liền đốt ngay vào gót chân, khiến bác ta phải quay đầu lại. Thấy động, bồ câu tung cánh bay xa. Các em ơi, qua câu chuyện bồ câu và kiến vừa rồi, chúng ta đã thấy khi kiến mắc nguy nan thì bồ câu đã cứu giúp, và ngược lại, khi bồ câu gặp nguy hiểm thì kiến cũng hết lòng giúp đỡ, đúng không nào? Và từ câu chuyện này, bồ câu và kiến, các em hãy nhớ lời nhắn nhủ của tác giả La Fontaine nhé. Ơn ai nghĩ cách báo đền, dù cho bé bỏng vẫn nên nghĩa tình. Và trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy các em ạ. Khi chúng ta giúp đỡ ai được một điều gì đó thì chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ nhé. Ông bà ta vẫn có câu rằng, làm ơn há để cho người trả ơn. Chỉ cần khi giúp đỡ được người khác bằng những việc làm có ý nghĩa dù là thật nhỏ thì chúng ta cũng thấy trong lòng mình rộn rã niềm vui, đúng không nào? Ví dụ như là dắt một cụ già qua đường nè, giúp một em bé nhỏ nè, rất nhiều những công việc khác các em ạ. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em ở những chương trình sau. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh nhé, sẽ có rất nhiều câu chuyện khác đang chờ đón tất cả các em. Xin chào và hẹn gặp lại.